Này bông màu tím hết hả chị? Tím. Tím là không có màu đỏ. Đỏ đi. Cái lá mà bự bự gì là nè. Đỏ hả? Ừ. Này đỏ. Cây là gì này? Cây bưởi hả chị? Cây này 200. 200 nhỏ mà tàn bự ghê ha. Cái này chắc 200 quá. Này bông tím nè. Lá nhỏ hơn bông đỏ hả chị? Ừ, lá nhỏ. Này nó bị gì nè chị? Phải không? Hay là cây khác? Trắng, lá trắng nữa. Lá trắng rồi bông trắng luôn hả? À, không, bông bông cũng đỏ. Phải đi. Thì để cái lô nào nó theo giá dễ hay dễ hay là nó cũng khó tại vì nó cũng đều hả chị? Đều. Này chị ghép ở trên giấy thường hay là giấy Mỹ hả chị? Mỹ không hả? Ở ngoài này có bị nước mặn không chị? Còn giấy bị nước mặn có sao không chị? Không bị gì. Cây này đẹp quá nè, bông hết biết bông luôn. Nhóc này nhìn có duyên quá ha.